Sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo luật đất đai sửa đổi và quán triệt chỉ thị số 18 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn thành phố. Dự hội nghị có Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Trần Chí Cực. Việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo luật đất đai sửa đổi nhằm thể hiện ý chí, nguyện vọng và tạo sự đồng thuận trong nhân dân về việc hoàn thiện dự thảo luật đất đai sửa đổi. Việc tổ chức lấy ý kiến lần này được tiến hành dân chủ, khoa học, công khai, minh bạch, bảo đảm tiến độ, chất lượng, thiết thực và tiết kiệm theo đúng phương thức tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đồng thời tổng hợp đầy đủ, chính xác, khách quan các ý kiến đóng góp của nhân dân để phản ánh kịp thời gửi đến Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, triển khai chỉ thị số 18 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Thời gian qua, công tác giám sát phản biện xã hội trên địa bàn thành phố đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nội dung, phương thức thực hiện ngày càng thực chất, tập trung vào những vấn đề quan trọng liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, góp phần tăng cường quyền làm chủ, sự đồng thuận của nhân dân trong xây dựng, phát triển đất nước.